Hey, xin chào ông Hùng Cute đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái gì đây? Vâng, để tạo cho cái video của bạn có cái sự lôi cuốn và đường hình của bạn nó có sự mượt mà và âm thanh nó có phần gọi là kịch kịch cái sở tính, thì bạn nên sử dụng transition effect và sound effect kết hợp với nhau để nó tạo cho người xem một cái cảm giác gọi là cũng được đấy. Hơi lắc tại vì cái này đã blend màu rồi nên nó nhiều layer, nhiều thứ nó lắc lòi mắt ra, mặc dù đã mở 1/4. Rồi bây giờ mình sẽ coi lại. Ồ, cũng một nùi luôn, rất là lắc. Thì các bạn, để mình mở cho các bạn coi cái sụt gửi cho khách hàng đây. Có những cái mình sẽ sử dụng cái time remapping, có những cái mình sẽ sử dụng cái speed của toàn sụp, và có những cái mình phải làm ngay khi mình quay thì đó, ao chuyển cảnh ngay khi mình quay. Có những cái nó thuộc về lúc 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 quay và có những cái thuộc về lúc dựng. Đấy, các bạn có thể coi lại từ đầu ha. Rồi đấy, thì bây giờ mình sẽ bước vào tìm hiểu cái transition effect là gì. Là mình sẽ sử dụng cái mấy cái này ở trên Google rất là nhiều. Rồi video effect nè, là cái phần phim phimpark.net, thì các bạn có thể tải cái phần mềm này về. Nó cái này nó gọi là một cái plugin, thì các bạn có thể tải về và cài cài đặt theo hướng dẫn. Nó hình như là nó free hay gì á, không biết free hay là rắc gì đó, mình không biết. Rồi đó, thì ở trong này có rất nhiều cái thứ để xài, nhưng với mình thì mình chỉ xài im bắt chào nè, drone này cũng biết xài cho Malek nè, thích qua ke nè, rồi cái Impact 3D Roll thôi. Thì mình sẽ sử dụng những cái cơ bản đó thôi. Tại vì sao mình chỉ sử dụng nó, tại vì cái và còn cái Zoom Blur nữa, còn cái Impact Zoom Blur. Thì đây là cái phần mình sử dụng Impact Zoom Blur, thì mình cũng sẽ tạo một cái adjustment, mình đặt lên cái line 2, cái video 2, và mình cắt nó ra đây. Thì các bạn có thể thấy được cái phần kiện ở đây nó, thì mình có thể nhấp vào nó để nhấp vào cái impact room zoomler này và vào đây chỉnh sửa. Ở đây nó sẽ canh cho mình zoom bên nào, ví dụ như mình muốn zoom vô cái tòa nhà, hay là zoom qua bên 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 đường hẻm bên đây, hay là zoom qua bên này, thì mình có thể điều chỉnh ở cái position của cái zoom đó. Thì đối với cái clip của mình thì mình sẽ zoom vào tòa nhà, tại vì mình sẽ zoom vào cái sảnh nó trước, tại vì cảnh tiếp theo là cái sảnh. Còn đây là zoom in hay zoom out ở đâu, cái này là độ blur của zoom. Thì đối với mình thì mình sử dụng khoảng tầm hai mấy thôi là được rồi. Và đây là cái zoom in hay zoom out. Đây, zoom in tức là cảnh wide về cảnh cận, hoặc là về wide về medium, hoặc là về close up đó. Còn zoom out là ngược lại, và mình có thể coi cái zoom out đây đấy, nó rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ kéo khung hình ra đây đây. Mà cái này thì mình ở wide về
Ở outdoor và indoor thì mình sẽ sử dụng zoom in chứ không có zoom out. Còn này blur của zoom thì zoom out là cái giống gì đó thì cũng không biết, thì mình sẽ nghiên cứu thôi. Nó sẽ gọi là định hình cái khung hình cho mình nó nằm ở khúc nào để mình zoom ở khúc nào ấy. Rồi tiếp theo là cái aperture của cái zoom thì nó sẽ làm aperture này, nó sẽ tăng cái độ sáng của cái zoom lên, các bạn có thể thấy này. Đây đối với mình thì mình để ở một cái mức vừa phải làm sao đó nó không bị giật cảnh thôi. Ở trong cái clip này thì mình sử dụng cái zoom blur là nhiều nhất, và kèm theo đó là cái phần audio ở đây. Các bạn có thể thấy đấy, thì những cái audio này các bạn có thể kiếm trên mạng rất nhiều, những cái sẹt sẹt hụt hụt tinh tinh tóp tóp, wow, nó rất là nhiều. Thì tất cả những cái transition hoặc những cái lửa bùng cháy ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phù lên một cái giống như cái lửa nó phực lên đây ấy. Mình sẽ tắt cái phần nhạc này đi để cho các bạn dễ dễ nhận diện được cái phần sound effect hơn. Và tiếp theo khi mà bước vào cái đoạn này thì mình đã sử dụng cái time remapping đây, thì nó là cái phần time remapping là cái bài một edit, mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái công cụ time remapping đó rồi. Đấy, khi mà mình time remapping thì cái đoạn nào mà nó di chuyển nhanh thì mình cũng có thể thêm sound effect vào để cho nó sinh động thôi. Đây ví dụ như đoạn này, và tiếp theo nó cũng là sound effect. Ở đoạn này sound effect rất là nhiều. Đấy, và đây là cái mình sử dụng cái nào ta, để mở lên coi rồi. Cái transition này là chroma lake, nó sẽ làm màu mình nó thay đổi. Đây mình sẽ nhấp vào đây, nhấp vào cái chroma inbox chroma lake đây, và nhấp vào control thì nó sẽ hiện lên ở đây. Các bạn có thể thấy được là khi điều chỉnh cái lake angle này thì đó, các bạn có thể thấy được là cái chiều sáng của nó đi. Các bạn có thể lăn con chuột trên màn hình để thấy. Còn đối với những cái bạn mà máy lắc quá thì không có kẹt màn hình đó, thì các bạn chọn đúng cái khúc này thôi và nhấn cái dấu sẹt ngay vô dấu hỏi á. Dấu sẹt là cái gì? Là cái control alt k nè. Đây cái dấu sẹt là mình mark cái đoạn mình đã chọn để mình render đúng khúc đó và mình coi cho nó mượt. Đây. Đó, thì mình chọn đúng khúc đó, mình enter thì nó sẽ render những cái này, bắt buộc phải render, không thấy mạnh máy yếu gì. Có mình thì hình như có chính đợt trước làm bên truyền thông Khang, làm bên đó thử việc được một ngày ở vị trí edit master, ôi rồi ôi buffer luôn, xài máy có chính sướng thiệt đó. Thì các bạn sẽ thấy được cái sự di chuyển của ánh sáng, màu nó cũng là ba kênh màu thôi. Đây đâu rồi, mình sẽ mở vô đây, mình sẽ điều chỉnh ví dụ như nó xoay 280 độ, rồi những cái thứ này các bạn có thể điều chỉnh được hết, nó là master hay là nó chỉ là một phần nào đó thôi. Đấy thì thế, và xong clear now chuột phải vô nó thì nó sẽ lên được clear now, hoặc là mát là nhấn chữ M, nhiều lúc nó hiện lên cái dấu màu xanh, màu xanh cái nụ dưới vậy. Đấy tiếp tục là một sound effect, và sound effect tiếp, và đến đoạn này chuẩn bị có một cái phim bắt transition. Đa số mình sử dụng cái này để nó nhanh, nó lại là chroma lake.
Cái cách tạo adjustment thì mình đã hướng dẫn ở bài 1, và các bạn chưa biết được là cái phần màu tím tím ở trên này tạo làm sao thì các bạn vô bài 1 coi lại cái phần bài 1, nó sẽ có ở trong đó tập 1 đó. Nó toàn là zoom in zoom out với chroma lock thôi. Rồi, và những cái đoạn cuối các bạn sẽ bấm sụt theo cái nhịp, cái tiết tấu nhạc. Cái tiết tấu nhạc mình cũng đã làm ở mình cũng đã giới thiệu với các hướng dẫn các bạn ở cái tập tập 3. Ừ, tập 3 đúng rồi. Tập 3 tập 4 ta. Tập 4 chứ. Nếu anh vô coi mình đã hướng dẫn rồi ở phần sound background. Còn cái phần này là cái phần transition effect và sound effect. Thì đây mình sẽ mở nhạc lên. Nó rất là lắc. Cái này là cái bản feedback, cái bản offline thôi, còn cái final thì nó không có những cái cảnh như vậy, chán đời lắm. Final là cái cảnh kia, hình như là đâu bên đây nè, không nhớ nè. Final xong hết rồi, hình như cái này đúng rồi, cái này là bỏ cái cảnh kia. Đấy, thì như ở cái đoạn này mình cũng sử dụng zoom blur, nhưng mà mình sẽ zoom out từ cái cảnh dưới đất lên cảnh trên trời. Đấy. Rồi những cái đoạn title này thì mình đều làm thủ công bằng cái này, cái title của nó mình vào file. Mình sẽ chọn hồi hồi trước á, là Ctrl T là nó ra, nhưng mà cái bản 2019 này Ctrl T thì nó cũng ra, nhưng mà nó ra cái khó xài quá. Mình quen xài cái New and Legacy Title. Đấy, thì khi các bạn bấm vô thì nó sẽ cho các bạn một cái thông số như thế này, rồi các bạn điền mọi thứ lên đây, và mình sẽ di chuyển nó ở trong cái phần position này. Đây, phần position để mình mở ra cho các bạn thấy, và sau đó mình sẽ nít nó lại thành một cục, nó là đây nè. Đây, cái phần này chưa có phần background nha, nên không thấy nó chạy gì đâu. Đây đó, mình sẽ nít nó lại thành một cục. Nít nó lại thì để mình có những cái mà nít để sử dụng cái warp stabilizer, có những cái nít để sử dụng, nói chung là gom cho nó gọn lại thành một cái group để khi mình chỉnh sửa nó nhanh hơn. Đâu ta? Ừ, đây rồi. Các bạn có thể coi cái clip này ở trên channel của Dust, youtube.com xịt các bữa, hoặc là các bạn lên tìm Dust Team, lên cái ô tìm kiếm gõ Dust Team ra. Đợt trước là nguyên team, xong rồi còn lại có một mình, chán quá nên mình chơi lại bỏ chữ team mà mình chỉ xin chữ Dust, và từ đó nó dính keyword Dust Team. Dust tìm không ra đâu, thì chữ team vô mới ra. Đó, thì còn cái phần sound effect, sound effect thì mình sẽ mở một cái project khác cho các bạn tham khảo thôi. Cái này làm nó thực sự nó nhanh thì nó cũng nhanh, nhưng mà nó lâu thì nó cũng lâu, và mình chỉ mở cho các bạn tham khảo một chút xíu thôi là đủ thứ. Đây, coi cách lắp sound effect như thế nào thì Ctrl Alt là chọn vào cái sụt đó, sụt âm thanh hay sụt hình ảnh, thì Ctrl Alt T rồi ở đâu nhấn Alt T rồi qua phải qua trái thì cái sụt đó nó sẽ đi từng frame. Đây, một cái máy effect điên cái đầu luôn. Các bạn có thể thấy nguyên một hàng dưới là effect không? Đây, mình sẽ mute cái phần nhạc nền này đi, hoặc là các bạn có, mình vẫn để, nhưng mà mình sẽ mở cái này để cho các bạn dễ thấy hơn. Đến phần nào thì nó sẽ nhảy phần đó lên,
bản này là bản 48 giây, còn cái bản 17 giây nữa. Trời, tôi nói tôi chán đời luôn. Đấy, ấy một nồi sound effect luôn. Thì khi các bạn biết kết hợp những cái sound effect này lại với nhau thì nó sẽ cho các bạn được một clip nó khá là ok. Thì nó có rất nhiều cái sound effect thì các bạn nên gọi là sắp xếp cho nó là cái sound effect này sử dụng cái tiếng này sử dụng cho đoạn nào, tiếng này sử dụng cho đoạn nào, chứ đừng có từ đầu clip đến cuối clip sử dụng một tiếng là nghe nó không giống ai luôn á. Đây, còn cái bản 17 giây. Tất cả những cái này đều có sound effect hết. Đó, thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái phần sound effect và cái transition, video transition thì nó nằm ở trong cái tab video transition của cái phần effect. Đây, các bạn mở ra thì mặc định của nó là sẽ không có feedback này đâu, mặc định của nó chỉ có zoom in zoom out ấy đâu, mặc định của nó chỉ có ba cái fade in fade out. Fade in fade out là dễ ạ, các bạn đưa sụt vào cái đưa con chuột vào ngay chỗ cái đoạn mà cần fade in fade out để các bạn chuột phải vô, chỉ cần apply thôi thì thằng này nó crop qua thằng kia thôi ấy. Đó, thằng này nó crop qua thằng đen thì nó sẽ là màu đen, nó giống như xuống đen lên lên hình xuống đen. Đó, mấy cái mặc định của nó đây nè, còn cái phim bắt này thì mình phải cài vào, lên Google kiếm đi phim bắt transition. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Nhớ like, subscribe, share các kiểu con đà điểu. Đa tạ.